giờ giải lao, giữ đúng lời hứa tôi có ra đây chụp hình, quý vị có gặp rồi phải không? Tôi rút kinh nghiệm rồi, quý vị. Tôi đứng chụp với quý vị có một lúc mà nó mệt lắm. Cho nên tôi có đề nghị với ban tổ chức, năm tới nếu tôi trở lại đây, kê cho tôi cái giường ở đây. Tôi cứ nằm trên giường thì quý vị đứng chung quanh chụp. Là như vậy là tôi có thể chụp từ sáng đến đêm cũng không thành vấn đề. Quý vị cứ đứng chung quanh. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tất cả những tấm lòng quý mến của quý vị đã dành cho cá nhân tôi, cũng như là dành cho toàn chương trình hôm nay, anh chị em nghệ sĩ, ban nhạc và ban tổ chức. Và một lần nữa chúng tôi được tái ngộ quý vị. Bây giờ quý vị lại dành tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón sự trở lại của em Mẫn và quý vị yêu mến trong phần đầu của chương trình. Thưa quý vị, cô Thiên Nga. Thiên Nga đã trở lại và lời hái hôm xưa. Và con xin chào tất cả các cô chú, các quý vị khán giả. Dạ, và sau đây con xin được hát một bài. Bài này là bài người lớn. Cho con xin hát một bài người lớn. Bởi vì chẳng lẽ là bây giờ con hát mà con còn bé bé, đúng không các cô chú? Cho nên con xin được hát một bài của tác giả. Hát một bài của nhạc sĩ Cố Trịnh Công Sơn. Bài này là con rất là thích, cho nên con xin hát bây giờ. Bài này được mang tên Ru Tình.
từ tâm. Dù em tình như lá trong nắng vẫn quay về, môi em là đón lửa cuộc đời đâu biết thế. Oh.